thì lúc đầu là khó khăn, buôn bán chưa được thuận lợi rồi đổ nợ này kia đó. Thì chồng em thì không có tu chí làm ăn, hay uống rượu. Xong rồi lúc đó em lại mang bầu nữa. Ổng hay chửi em là tối ngày chị ăn bám tôi thôi, chị ăn bám tôi thôi. Mấy đứa em cũng thương xót em lắm, nhưng mà em nghĩ thương con thì em nói thôi thì chắc một ngày nó ông sẽ tỉnh thôi, thì để cho gia đình con nó có cha này kia, ăn uống hay mọi thứ em lo cho nó, không thiếu cái gì. Nhưng mà nó vẫn thiếu đi một mái ấm gia đình. Nhiều lúc em nghĩ như vậy là em cứ rớt nước mắt không. Hồi đó mình làm không phải nghiêng cái nghề đó đâu, mình còn có cái nghề là nuôi cọp và sư tử. Ghê vậy? Ủa vậy hả? Với công nhân thường thì một tháng 10 triệu, mà lúc đó cách đến nay là 10 năm mình làm tháng 30 mấy triệu. Bởi vì mình làm ăn tới 3 đầu lương. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi tài sản đâu hết? Tài sản vợ anh lấy hết, tài sản vợ anh lấy hết. Trời đất ơi, là chia tay xong còn có miếng đất thôi. Nói chung là miếng đất đó là mình mua, sau này mình mua chứ không phải là lúc... Chỉ có cặp cái mới làm mình đau đớn thôi phải không? Coi cặp cái làm mình đau đớn. Các Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay thì không biết là ngay tại phim trường của chúng ta sẽ chào đón một cặp đôi như thế nào đây. Trước tiên là Tường xin chào anh trai. Chào anh Nghiêm. Em xin Cát Tường. Dạ. Sao anh hồi hộp không? Hồi hộp. Giờ trong hôm nay là mà mong muốn gì, khao khát gì khi đến với chương trình? Khao khát kiếm được một người bạn đời. Đợi chút xíu nha, Tường ra đưa bạn gái mình vô nha, trò chuyện tâm sự coi bữa nay có đi được đến đâu không nha. Rồi. Rồi thẳng lên. Rồi. Mời hai anh chị mở mặt nạ của mình ra nha. Chào, em chào chị Cát Tường, chào trường quay và chào bạn trai bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Tuyết. Năm nay em 42 tuổi, em đến từ Bình Dương. Quê quán em ở Nghệ An. Hiện tại em đang làm việc và sống ở Bình Dương chị ạ. Em làm công việc gì á Tuyết? Em thì làm đầu bếp riêng cho gia đình, cho từng nhiều gia đình á. Ủa, đầu bếp riêng cho từng gia đình có nghĩa là ví dụ như trong một cái giờ ăn rồi nhà nào người ta cũng ăn giờ đó rồi em nấu được cho mấy nhà? Ngày em sẽ nấu 3-4 nhà gì đó. Vậy á hả? Dạ. Mà em đi điều không em? Công việc thường xuyên không em? Thì công việc thường cũng ổn định chị ạ. Cái mô hình này rất là hay, giống như mình ở nhà bận rộn sẽ bị bình thường, hồi đó giờ mình chỉ nghe là đi giúp việc nhà làm giờ, còn cái này là đầu bếp là nấu ăn mà tới nhà người ta nấu luôn. Rồi đi chợ búa là ai đi? Có một số nhà khách hàng thì họ sẽ thảo luận trước ngày mai ăn cái gì thì mình họ sẽ đưa thực đơn là mình tự đi mua. Còn một số gia đình thì họ tự mua sẵn rồi mình tự tới nấu thôi. Dạ. Rồi thì nghĩa là mình chỉ nấu ăn rồi mình đi về thôi, rồi họ tự ăn uống tự dọn dẹp chứ mình dạ. Đâu có rửa dọn gì đâu đúng dạ, không? Dạ. Mình chỉ là tới nấu thôi à? Dạ. Wow, đầu bếp di động hay, cái nghề này hay. Anh tên gì anh? Tính. Anh Tính là năm nay bao nhiêu tuổi? 44 tuổi. 78 hay 80 ha, ngon lành, hợp nhau ha. Anh thấy cái mô hình mà đầu bếp di động này anh thấy hay không? Thấy thích, thấy đó hay. Vậy hả? Rồi. Đó giờ mới cũng nghe vậy. Thế còn anh thì mình làm công việc gì? Mình buôn bán tự do. Buôn bán tự do, buôn bán cái gì anh? Bán thịt bò. Buôn bán tự do là sao? Cái là mình bán đó là cũng như là muốn bán nghỉ không ai ép buộc mình được. Rồi cái nguồn bò của mình là lấy từ đâu? Mình kêu lái vô vườn mua rồi mần cho mình. Mình là dạng bán sỉ hay bán lẻ? Sỉ lẻ có hết. Vậy là mình biết làm cái nghề này mấy năm rồi? Khoảng 20 năm, mà mần mướn thì mình mần được 5 năm, còn cái nghề chính mình làm tự chủ bản thân mình được 5 năm. Mình đi làm mướn một thời gian là mình mới lên làm riêng cho mình. Đúng rồi. Vậy là giờ cách phân biệt thịt bò cái nào ngon, cái nào không ngon, phần nào sao trong con bò là rành lắm phải không? Trong con bò là mình rành hết. Sao biết cái miếng bò ngon? Cục miếng bò ngon á là nó dẻ, nó khi mình nhấn vô nó độ đàn hồi nó có. Nó dẻo, còn cái cục thịt mà nó không ngon mình nhấn vô nó lúng vô và cục thịt nó tái tái. Cái màu thịt nó có nước tươi. Nó tươi. Không, độ đàn hồi. Đúng rồi. Rồi trong cái con bò là cái miếng bò chỗ nào là ngon nhất? Trong con bò thì cái thăn lưng với phi lê là nó ngon nhất. Cái thăn là nằm phía trên? Nó nằm trên, còn phi lê nằm ở dưới. Rồi một ngày vậy là mình bán khoảng bao nhiêu con bò? Khoảng 100 kg. Ủa là một con bò là bao nhiêu ký? Một con bò thì khoảng 120, 130, 150 tùy theo. Vậy là một ngày mình chỉ thu hoạch một con bò một thôi con, đúng không? Đúng rồi, ngày vậy con. Ví dụ như một ngày bán một con bò vậy là mình lời khoảng được bao nhiêu? Nếu bán hết con bò mình lời khoảng 2 triệu, 2 triệu mấy.
Vậy là cũng ngon rồi, một ngày một con lời cho 2 triệu thôi thì cũng được 60 triệu mà anh đâu có trả nhân công nhân đồ gì đâu, đúng không? Chung là có nhỏ em nó phụ buổi sáng thì mình cũng cho nó chút đỉnh thôi. Như là... tự mình làm một mình là nói chung là cũng vất vả lắm. 3 giờ kia là mình đi rồi, để bán rồi mình ra sạp mình dọn ra rồi lái nó giao tới chỗ cho mình. Từ khuya luôn. Từ khuya ngày từ làm giờ. Việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 3 giờ khuya đến 6 giờ chiều mới về. Là một mình là bán không có nghỉ giờ nào hết. Vậy là không có làm thêm gì đâu, một công việc một. Một công việc thôi. Dạ, cũng ổn định. Nhưng mà cái thời mà thịnh nhất của anh thì anh bán ngày mấy con bò? Thịnh nhất thì ngày khoảng 3 con. Dạ. Cách đây khoảng 2 năm. Anh là ở đâu? Ở huyện Củ Chi mà đường Nghĩa Trang thành phố. Rồi vậy là đặc sản luôn phải không? Đặc sản của bò tơ Củ Chi là đặc sản. Đặc sản bò tơ Củ Chi. Ủa vậy rồi nhà anh ở đâu? Gốc ở Kiên Giang. Lên bao nhiêu năm rồi mà ở trọ? 20 năm. Cũng có lý do là mình có gia đình cũng gãy đổ năm nay 5 năm rồi. Trước thì cũng có săn đất rồi dự định là cất nhà. Nhưng mà bà xã bá thôi bỏ mình rồi, cái là mình không có cất nhà, mình nói thôi có một mình thì thôi ở ăn nhiều chứ ở nhiêu. Nếu mà sau này mình có một cái gia đình mới thì mình sẽ cất nhà hoặc là thì sẽ cuộc sống hai người. Rồi cái miếng đất đó còn không? Còn. À, nghĩa là có đất nhưng mà đất đó là chưa có xây nhà. Chưa có xây nhà. À, rồi cái đất đó là đất ở đâu? Ở Long An. Đất ở Long An. Ủa sao đó ở Củ Chi mà mua đất ở Long An? Bởi vì có anh em Út nó có vợ ở đó. Rồi mình dự định là mình mua đất đó nếu mà sau này gì đó ở anh em có cũng có gần bên. Rồi, có nghĩa là bây giờ lấy vợ thì cái tương lai về hậu về sau là ở về Long An ở. Nói chung là cũng tùy theo cái người mà vợ mình sau này nếu mà ở đâu thì mình ở đó cũng được, hết không phải nhất thiết là phải về Long An. Nhưng mà rồi mình có cái nghề nghiệp nào khác, ví dụ sau này rồi ví dụ mình lấy vợ đi, mình không ở cái Củ Chi nữa thì nó không có món bò đặc sản bò tơ Củ Chi nữa thì mình có cái ngành nghề gì khác để làm không? Cũng chưa có dự định nhưng mà mình cũng dự định thí dụ như mình chịu làm thì nghề gì làm cũng được chứ không phải là nhất thiết cái nghề đó. Mà mình có cháu nào chưa? Có một cháu rồi, mẹ nó theo mẹ. Mấy tuổi rồi? 10 tuổi rồi. Vậy là cái hôn nhân đó là mình kéo dài được bao lâu? Kéo dài được 7 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì một người phụ nữ cũng không hiểu, không cảm cho mình. Mình làm ăn thì lúc buôn bán thì lúc đầu nó cũng hay trục trặc á, thì đâm ra mình cũng hay cáu gắt, hay nói những lời nói cũng không được tốt thì mấy, rồi trên cô ta thì không có thông cảm, để bụng rồi càng ngày thì vợ chồng nó càng xích mích rồi sẽ... Mình có rút ra được cái kinh nghiệm có gì? Có rút ra kinh nghiệm rất nhiều. Tại vì mình ở đó mình cũng nôn nóng gì là một cái gia đình có cái hạnh phúc nhà cửa tôm tất, mình mong một ngày gần nhất có thể có được. Cho nên lo làm không, không lo cho vợ. Đúng rồi, không lo cho vợ là một phần, thứ hai nữa là mình cứ nghĩ cố gắng có công việc thì mình lo gì, vợ mình cũng không cảm cho mình, nhưng vợ mình không có đâu. Cái chuyện tình yêu mà vợ chồng là phải vun đắp mỗi ngày, công việc thì công việc, làm gì làm cũng phải có cái thời gian trò chuyện tâm sự quan tâm nhau chứ. Mà mình sai lầm bởi những gia đình gãy đổ là vì cứ mình lo công việc không, mình chúi đầu công việc xong một lúc nhìn lại là cái tình cảm nó nhạt, hồi nào mình không hay. Hồi đó mình làm không phải nghiêng cái nghề đó đâu, mình còn có cái nghề là nuôi cọp và sư tử. Ghê vậy? Ủa vậy hả? Hồi đó mình làm đủ nghề, một ngày mình làm thí dụ bằng ngày á thì mình chăm sóc cho nó bú, rồi mình nói chung chăm sóc như một đứa em bé, rồi bằng ngày thì mình đi làm thuê cái nghề như ra thịt bò cho người ta. Nên làm một ngày là 3 ca, thành như về nhà là đôi khi đuổi luôn, đuổi không thấy đường về nhà mà. Nếu công nhân thường thì một tháng 10 triệu mà lúc đó cách hôm nay là 10 năm mình làm tháng 30 mấy triệu. Bởi vì mình làm ăn tới 3 đầu lương. Nhưng mà rồi cuối cùng tài sản đâu hết? Tài sản vợ anh lấy hết, tài sản vợ anh lấy hết. Trời đất ơi, là chia tay xong còn có miếng đất thôi. Nói chung là miếng đất đó là mình mua, sau này mình mua chứ không phải là lúc ly hôn là vợ hết. Dạ. Ủa sao vậy, rồi không có ra tòa xử gì hết hả? Không, mình thương vợ là mình không có ra tòa, nhưng mà vợ nó không còn thương mình rồi, nó tự đơn phương. Rồi sau này mình bằng làm tự mình sắm hơn á. Giờ còn luyến tiếc vợ cũ không? Không, bởi vì tình cảm cô ta là bỏ mình, nói chung mình cũng đã rất là đau khổ, nhưng mà cái chuyện nó đã qua rồi thì thôi, mình coi như cái đó là cái kỷ niệm thôi. Rồi bây giờ có còn thăm nom qua lại thăm con một không? Một năm mình về 2 lần mình chỉ thăm thôi. Về con ở đâu giờ, con với mẹ ở Kiên Giang mà 8 cái Tết rồi mình không có về. Sao vậy? Là tại Tết mình nói là mình bán. Người ta nói sanh nghệ tử nghiệp, có nào cọp sẵn cắn xì tử cắn gì không? Mà mình nói chung mình không có nghĩ điều đó. Nói chung cái cắn thì nó không có cắn, nhưng cái nó quào nó cấu là tay chân mình xẻ hết. Bị cái móng cọp nó rất là bén. Mình cầm nó nằm nó lên là nó bấu vô là cũng như lưỡi lam, mà nó cắt cái gạch với tay mình. Trời ơi, vậy là thương tích hoài. Thương tích hoài vậy đó. Nếu mà còn vô tới luôn thương tích hoài, gia đình mới nói thôi con kiếm nghề gì làm đi, chứ làm nghề đó thấy hồi hộp quá. Rồi cuối cùng rồi mới thấy vậy thôi, làm gì thấy cũng đồng lương nó cũng không có nhiều, mới
đâm ra mình tính ra mình bán thịt bò. Cũng là cũng bị cọp vào một thời gian hả? Nhưng mà lúc đó thương nó không hay là có sợ nó, là do mưu sinh hay là thương nó? Nói chung là nó mình thấy nó mình thương. Nó cũng nó, giống như mình nuôi chó mèo trong nhà nó giống như con mèo. Mình vô là nó vẫn biết mình, nó theo mình, nó cứ nó mừng nó chơi mà tại vì có điều là nó vậy là mình sợ cái thôi. Móng của nó thì nó bén sẵn rồi. Chứ nó không phải là làm gì mình đúng không? Bởi vì nó quấu vô nó nghịch với mình thôi. Với mình thôi thì nó như vậy thôi chứ nó không có động làm gì mình mà đau đớn hết á. Chỉ có cặp cái mới làm mình đau đớn thôi phải không? Chỉ có cặp cái mới làm mình đau đớn thôi phải không? Có cặp cái làm mình đau đớn. Rồi, tình trường của em thì như thế nào? Em đã kết hôn rồi. Mình có cháu nào chưa? Em có một cháu trai 12 tuổi và hiện đang sống với em. Rồi cái hoàn cảnh của em thì như thế nào? Em hồi nhỏ em ở quê, nhà em đông con, cha thì mất sớm nên là mẹ nuôi 4 năm đứa chị em ăn học không nổi nên em phải nghỉ học vô đây đi làm kiếm tiền để phụ mẹ nuôi 4 đứa em ăn đại học. Năm 2006 đến 2007 là gặp chồng em thì bên nhà hàng sát bên cạnh trường học thì em hay ăn cơm đó. Thì cũng có nói chưa qua nói lại thì quen. Một năm sau là kết hôn. Năm đó em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi, kết hôn là 30. 29 là cũng trễ rồi, là coi như là cũng chín chắn chứ đâu có lầm lỡ dại dột gì đâu, phải không? Dạ, thì sau đó kết hôn xong tụi em có một con. Lúc đó tụi em ra riêng thì có mở nhà hàng bán. Thì lúc đầu là khó khăn, buôn bán chứ được thuận lợi rồi đổ nợ này kia đó. Thì chồng em thì không có tu chí làm ăn, hay uống rượu. Xong rồi lúc đó em lại mang bầu nữa, cũng hay đánh đập em này kia vậy đó. Không lo phụ em mà còn đánh đập rồi cũng phải chửi xúc phạm này kia nữa. Xong đó mẹ em sinh con xong thì năm thứ hai con được hơn tuổi rưỡi, gần 2 tuổi thì tình trạng bỏ bê vợ con. Ổng hay chửi em là mày dám làm được cái gì đâu, tối ngày chỉ ăn bám tôi thôi, chỉ ăn bám tôi thôi. Thì em nói mày tao luôn hả? Dạ, chửi em vậy thì em không nói em. Thì tối ngày cứ chửi đánh đập em rồi mấy đứa em cũng thương xót em lắm, nhưng mà em nghĩ thương con thì em nói thôi thì chắc một ngày nó ông sẽ tỉnh thôi, thì để cho gia đình con nó có cha này kia. Rồi một năm sau thì em cũng chịu đựng nhiều quá rồi em có nói thôi bây giờ cái này anh nó muốn làm ở lại đây thì em đi, nếu mà anh không làm thì để em làm em nuôi con. Xong cái ông nói em thì mày làm đi rồi tao đi. Ổng đi thì ổng không phải đi luôn, ổng cứ đi ít bữa là ổng về, ổng đòi tiền. Ổng nói mày cho tao mấy triệu tao đi nhậu. Cái em nói ủa tiền đâu xin một triệu này kia thì có, mới 4-5 triệu sao có được, em cũng làm để kiếm tiền nuôi con chứ con còn nhỏ mà. Cái ông nói ủa tại gì thì mày đi ra ngoài cho tao bán vậy đó, cứ ba hồ thì cho em bán, ba hồ thì giật lại. Thế xong em nói thôi rồi anh ơi anh bán đi rồi em đi kiếm chỗ khác em làm. Có nhưng con, lúc đó là chưa có ly dị. Chưa ly dị à, cứ dây dưa dây dạ, dưa dây dưa vậy. Nói chung là lúc đó ổng thách thức em dữ lắm, ổng cứ kêu mày làm đơn đi tao ký cho. Thì em lúc đó thì con còn nhỏ mà chị, nên là em cũng thương con, em nói chờ mà con em lúc đó nó hay ốm đau lắm. Cái em mới nói giờ mình ấm con để con lại thì không có được, mình mà đưa con đi thì bây giờ mình công việc như này rồi như kia rồi ai chăm con rồi này kia. Rồi em cứ nghĩ thôi kệ đi, nhịn nhục đi. Nhịn nhục bao nhiêu thì ổng cứ này kia vậy đó. Sau này em mới nói là thôi được rồi, muốn vậy thì em ấm con về quê em gửi cho mẹ. Xong em qua đi làm. Sau đó thì em mới đi ra riêng, em đi kiếp cho khác em làm. Rồi trong cái giai đoạn mà em ra riêng như vậy thì rồi mẹ rồi con còn nhỏ mà sống xa con thì lúc đó cảm em như thế nào? Em cũng phải chấp nhận chị tại vì em lúc đó em buôn bán mà em không có thời gian nào mà chăm con hết. Thì mẹ em cũng ở một mình ngoài quê vậy đó. Thì bà cũng chịu khó là chăm con cho em. À vậy coi như là hiện tại bây giờ là con vẫn ở ngoài quê với mẹ luôn, dạ, với bà ngoại. Dạ dạ. Bao nhiêu năm nay thì sao, ổng có thăm nom gì chăm sóc con cái gì không? Từ hồi mà em đã ra bán riêng đến giờ là 10 năm, hơn 10 năm, 11 năm là ổng không chu cấp một đồng mà cũng không hề gọi điện cho con em. Đã coi như biền biệt luôn, mất dạ. Tích, mất tâm luôn. Vậy là ly hôn bao nhiêu năm rồi? Cũng 4 năm. 4 năm. À, bên mình là ly hôn bao nhiêu năm? 5 năm. Bây giờ ai cũng có cái câu chuyện buồn của mình hết ha. Dạ. À, nghe chuyện của bạn gái thì em là thấy sao? Thấy cũng buồn cho bạn gái. Thấy không? Mỗi người một số phận. Bên đây thì cũng hờ hững ông lo cho vợ con. Bên kia thì đàn ông đánh đập vũ phu vợ con, làm khổ vợ con. Cái đó là bên kia là tại vì đánh đập vợ con này kia là không lo, còn này mình lo vợ nhưng mà mình không có quan tâm. Thì đó, bởi vậy mỗi người một cái câu chuyện mà toàn chuyện buồn không à.
Rồi bây giờ thì mình muốn tìm một cái người như thế nào? Biết chia sẻ, thông cảm là được rồi, chứ cũng không có đòi hỏi chi nhiều. Thế còn em thì sao? Mình muốn như thế nào? Có trách nhiệm, biết thương yêu vợ con. Nói chung là đừng có gia trưởng. Biết đối xử cha mẹ, phải biết có hiếu với cha mẹ. Cái dự định tương lai của mình rồi con cái mình định như thế nào? Nếu mình tiến thêm một bước nữa thì mình định sắp xếp chuyện con cái ra sao? Người bạn sau này mà chấp nhận thì em sẽ muốn mẹ con sẽ ở bên nhau. Tại vì sẽ bù đắp cho nó đó chị. Tại từ nhỏ đến giờ là nó đã chịu thiệt thòi nhiều á. Dù hàng ngày em vẫn bù đắp cho nó là ăn uống hay mọi thứ em lo cho nó, không thiếu cái gì. Nhưng mà nó vẫn thiếu đi một mái ấm gia đình. Nhiều lúc em nghĩ như vậy là em cứ rớt nước mắt không. Hồi mà nhỏ là em cứ mỗi lần em ôm nó là em khóc. Em biết là em sinh nó ra nhưng mà không cho, không được cái may mắn như mấy cái đứa trẻ khác á chị. Nó thiếu đi một mái ấm gia đình, nó thiếu đi tình cảm của người cha rất là nhiều. Có bữa là em mới hỏi nó là tại thằng Mạnh nó có bố để gọi mà con không có bố thì con có buồn không? Nó nói con có bố nhưng mà con không có gọi thôi. Con có bố nhưng mà con không có gọi thôi. Có bao giờ nó hỏi thăm về bố nó không? Nó mỗi lần nó gọi điện cho bà nội thì nó cũng có hỏi chị. Không một lần nào ông thăm nó trơn trọi hả? Không, không, không bao giờ thăm con em. Lúc mà đem con về gửi ngoại là lúc đó cháu bao nhiêu tuổi? Cháu mới gần 2 tuổi. Mới có hơn 2 tuổi thôi. Chưa 2 tuổi nữa. Không có cha mà thật sự cũng không được sống chung với mẹ nữa. Dạ. Có bữa em nhớ nó thì em điện thoại em ấm ức chị nó. Cái nó hỏi mẹ sao vậy? Mẹ buồn mà khóc hả? Nói không có đâu mẹ ngước lên trần nhà cái bụi bay trong mắt cái nước mắt mẹ rớt chứ không phải mẹ khóc đâu. Cái nó nói mẹ đừng có buồn, lớn lên rồi có con nè, con bảo vệ mẹ này. Vậy đó. Ngày trước là nó nói Tài ơi mai này con học con làm gì con? Con làm công an, con bắt những người hay uống rượu mà đánh đập người. Nó nói ám chị ba nó đó. Nhưng mà nó sao lúc đó nó mới 2 tuổi sao nó nhớ? Hay là bà kể? Không không, nó nhớ kỹ lắm chị. Nó ám ảnh dữ lắm. Mỗi lần mà ngày xưa ba nó ở trong đây với em, ba nó chưa uống rượu về mà nó nghe tiếng xe mà về tới cửa. Mẹ ơi đi đi đi, mẹ ơi đi thôi, không ở nhà đâu, chết đấy. Đi đi đi. Rồi tại vì ba nó đánh nó quá nhiều, phải đánh em quá nhiều. Đánh nó luôn? Dạ. Đánh con luôn? Dạ. Wow. Thì quý vị thấy không, nghe cái câu chuyện như vậy thì mình mới thấy rằng là cái môi trường sống của con cái nó cần phải cực kỳ là lành mạnh và cực kỳ coi như là cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái rất là nhiều. Có những cái ba mẹ cứ nghĩ rằng là nó nhỏ nó không để ý, nó không biết, anh thấy đúng không? Nhưng mà thật sự là nó vào trong cái ký ức của con, nhất là ký ức mà tuổi thơ của con, nó sẽ ám ảnh con và những cái điều đó nó theo con hoài trong suốt cái hành trang sau này vào đời. Thôi, đó là những cái chuyện buồn đã qua rồi ha. Bây giờ mọi thứ mình sẽ vui vẻ lên và chị cũng Tường cũng hy vọng ngày hôm nay các bạn cũng sẽ tìm ra được niềm vui mới, ít nhất là có thêm một cái người bạn để chia sẻ trong cái cuộc sống. Rồi, đâu cho chị mượn xem cái hình của em coi, chị mượn coi. Bên đây cao mét mấy? Em cao mét rưỡi chị. Cao mét rưỡi. Rồi đây, kiếm đi. Bên này cao 1m6, nặng 60kg. Đó. Đó hả? Lý do sao chọn cô đó? Cái giọng nói với cái đón. À, đón giọng đó rồi. Giữ nguyên nó đi coi hồi có phải không? Để chị Tường mới mở trái tim ra. Dạ, đây chị. Đâu, đâu? Sao lại chọn anh đó? Em không biết nữa. Theo linh tính của em vậy thôi. À, nhưng mà nếu anh đó thì chịu không? Được không? Cũng được. Cũng được ha. Rồi. Xin mời quý vị hãy nhìn qua cái khung cửa của trái tim để xem cái khoảnh khắc mà hai bạn này sẽ nhìn thấy nhau nha. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Chào em. Em chào anh. Sao? Mình đoán trúng hay đoán trật? Trúng. Trúng hả? Hỏi cổ thử coi là cô là ai? Cô nào? Trúng không? Trúng không? Không phải, em mặc áo đỏ. Thấy chưa, trật lất mà giờ nhìn ở ngoài mà còn tưởng trúng nữa. Buổi gặp mặt đầu tiên em tặng anh món quà gì? À, quà này quà gì đây? Mình mở luôn. Được, mở luôn chứ gì nữa. Em mua anh cái đồng hồ mà không biết nữa, con chừa ý anh. Rồi, lấy đeo vô luôn đi, đeo vô luôn cho nó đẹp. Xưa giờ mần bò không có đeo đồng hồ không? Không. Mở dầu ha. Không rồi đâu. Thôi kệ, giờ lâu lâu đi chơi, đi đám, đi tiệc, Tết nhất đồ ha. Rồi bây giờ món quà này đem cái hộp bò này lên đây là sao đây? Cái này là ở dưới quê mình có thịt bò thôi. Ừ. Trước là tặng Tường thịt bò với bạn gái. Ồ. À, để về để thưởng thức cái món bò Củ Chi. Rồi. Nếu mà có dịp nào lên Củ Chi thì ghé bò tớ 10. Đó coi chừng ngày mơ tôi ghé liền.
Trời ơi, giờ tôi mới sực nhớ ra cô này là làm bếp. Bây giờ có bò đây, bây giờ đây đây chị có cái bếp đằng sau bếp của chương trình đây. Vậy em chế biến liền cho chị, coi như hôm nay chị bút em tới đây chế cho chị một cái món từ bò. Nghe em giới thiệu là làm bếp là mình rất là hài lòng. Trời ơi, hai bên kết hợp nhà hàng, bên đây cũng làm nhà hàng nè, bao nhiêu năm rồi. Có một người vợ sau này biết nấu ăn á, thiệt mình sẽ mở một cái quán nhỏ nhỏ, một quán nói chung đúng là rồi, đúng rồi thôi. Mình bán bò nữa thì nó ok nhất. Bây giờ trong tủ lạnh chị chỉ có sẵn là ớt chua, cà chua, hành tây với xà lách đó, rồi mận gì đó hai bạn mận đi. Dạ, trời ơi, nguyên liệu nó chơi với cọp không mài dao cũng ghê. Nấu một món bò lúc lắc cho mọi người thưởng thức. Là bò lúc lắc nha. Dạ. Trời, cây này mài dao ngon. Anh cắt cái này luôn. Dạ anh sắc chắc một nửa thôi ạ. Ở nhà anh có hay vô bếp không anh? Hả? Ở nhà anh có hay vô bếp không? Thì có một mình anh vô, ai vô? Không mình. Anh ăn thì bữa nào anh rảnh thì anh nấu, còn không rảnh thì anh ra quán anh ăn. Trong thời gian chờ chín nè, anh bóc lá đi. Dạ, thông cảm. Anh hiểu như thế nào về hai từ thông cảm? Thông cảm là cũng như có thể là chia sẻ những cái khó khăn, những gì mà gặp phải đó. Với nhường nhịn chia sẻ chứ còn... Mai này anh có cưới em rồi, ví dụ em có bạn rủ đi uống cà phê thì anh có... À, bạn bè lâu lâu đi rủ thì cái đó từ... cũng được, có gì đâu. Khi em đi thì nếu mà có thể được anh đi chung nữa thì càng vui. Còn như chuyện con chung con riêng, em nghĩ thế nào? Em đã chia sẻ với anh rồi đó, em có một cháu rồi đó mà hiện tại đang ở với em. Nhưng mà mai này dụ về chung một nhà thì anh có thể thương con em, con anh không có phân biệt. Đúng rồi, thương thì coi con nào cũng là con chứ đâu phải mình phân biệt con em, con anh. Anh cũng có con mà, anh cũng biết cảm nhận là con mình làm sao mình bỏ được thì con ai cũng vậy thôi. Bây giờ Tường xin phép được thử miếng trước nha. Trời, tôi hơi vô duyên à, này đồ ăn tình yêu mà tôi ăn trước vậy. Nhưng mà tôi là trọng tài, tôi được quyền ăn trước. Vừa ăn, nấu không có nêm nếm, đầu bếp chuyên nghiệp. Nấu mà nêm chứ không có nếm. Bò rất là thơm, rất là tươi, thơm bát ngát. Bây giờ mời hai bạn ra lại bàn của mình. Mình vừa thưởng thức cái món ăn mà coi là món ăn tình yêu đầu tiên của hai người nha. Rồi mình cùng trò chuyện. Em mời em ăn đi. Dạ dạ. Chọn sai người để kết hôn, nghĩ mình sẽ thay đổi được họ. Anh rất tiếc là anh không làm cho cô ta thay đổi được, nên cô ta bỏ anh đi. Anh điều đó anh cũng cái là cái khuyết điểm của anh. Nếu sau này anh gặp em, ví dụ có cơ hội anh sẽ khắc phục lại những gì mà mình sai sót. Anh thì nhược điểm anh nói, một khi anh nóng giận anh nói rồi thôi, anh không có nói nữa. Hoặc là anh cũng không có giận lâu. Còn như vợ anh là đó là anh nói những điều gì không phải cô ta để trong bụng. Tính em hơi sạch sẽ với lời ăn gọn gàng. Em không vừa bụng cái gì là em nói cái chỗ đó đừng để cái nọ. Ví dụ cái chỗ em để cái gì đó là phải để cái chỗ đó. Em đã dự định vô lấy cái đó là em dự định em làm cái món đó. Em quay lại chỗ này chỗ kia em lấy cái đồ đó là phải có. Chứ đi giờ chỗ khác em đi kiếm là mất thời gian của em. Và có thể lần sau em nói mà anh có thể khó chịu không? Ví dụ không, cái đó là em làm gì là tốt thôi. Bởi vì cuộc sống mình phải ngăn nắp. Chứ còn bề bộn quá mà sống cứ nhà cửa vô thì lúc tung ban cái chân điều đó anh cũng không thích. Anh cũng là người đàn ông, nhưng mà anh thích nhất là phải sạch sẽ, đồ đạc thì phải ngăn nắp. Anh có uống rượu hút thuốc gì? Anh không hút thuốc, không uống rượu. Thậm chí cà phê anh cũng không uống, bởi vì anh thành cái thói quen hồi xưa anh rất là khổ. Anh đi làm mướn cho người ta đó, cứ sáng thức dậy là có một chai nước bỏ vô trong cái giỏ sách là anh xách anh đi, cơm anh nấu anh đem theo anh ăn. Ví dụ như sau này anh về quê anh sống em có chịu không? Nói chung là sống đâu cũng được, chứ em không nhất thiết là phải sống đâu. Nhưng mà bây giờ trẻ là em không thích về quê. Đúng rồi. Ở thành phố thì ít ra mình cũng có công việc để mình làm phù hợp mình. Thì anh cũng vậy thôi, nhưng mà còn trẻ thì mình phải làm. Nhưng mà ý là thời gian, ví dụ như anh cảm thấy anh không làm nhưng mà thấy... Tuổi già thì về quê là phù hợp. Đúng rồi. Rồi bây giờ mà hẹn hò nhau trong cái giai đoạn đầu á, thì mình bao lâu mình gặp nhau, hẹn hò như thế nào đâu, em nói thử cho cũng nghe coi. Cái nghề của em là ngày nào rảnh? Em thường rảnh vào ban đêm á, tại em ngày em đi làm thôi. Anh thì cũng rảnh bằng đêm. Ban ngày thì anh đi làm suốt vậy đó. Rồi cứ như là mai mốt chịu khó một tuần xuống một hai ngày
Theo như anh nghĩ là nếu mà hợp thì bao lâu tiến tới hôn nhân là được? Nửa năm là tốt. Đúng rồi. Nửa năm sau nó nhanh gọn lẹ. Thật ra tuổi mình lớn rồi, gãy đổ hết trơn rồi. Hiểu hay không, mình gặp nhau chừng ít lần là mình biết có điện hay không là mình tới rồi. Bây giờ đâu có thời gian như phải tuổi trẻ mà phải tìm hiểu này kia. Rồi thôi, bây giờ tôi rất là hy vọng vào cặp đôi này, tại vì thấy trước mắt là mọi thứ nó rất là phù hợp. Cái thứ hai, hai bạn chịu khó dành nhiều thời gian tìm hiểu ở cái giai đoạn đầu, chia sẻ nhiều, trao đổi nhiều thì mình mới hiểu nhau được nhiều, rồi mình rút ngắn được cái thời gian nha. Mình lớn hết rồi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, chương trình hay là Cát Tường chỉ tạo cho hai bạn một cái cơ hội gặp nhau thôi. Còn nắm bắt cái cơ hội đó hay không là quyền của các bạn. Rồi, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Người bạn sau này mà chấp nhận thì em sẽ muốn mẹ con sẽ ở bên nhau, tại vì sẽ bù đắp cho nó chị. Tại từ nhỏ đến giờ là nó đã chịu thiệt thòi nhiều á, nó không thiếu cái gì nhưng mà nó vẫn thiếu đi một mái ấm gia đình. 2. Dù về chung một nhà thì anh có thể thương con em, con anh không có phân biệt. Đúng rồi, thương thì coi con nào cũng là con chứ đâu phải mình phân biệt con em con anh. Anh cũng có con mà, anh cũng biết cảm nhận là con mình làm sao mình bỏ được thì con ai cũng vậy thôi. 3. Hết thời gian. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ thì mời hai bạn nắm tay nhau nhé, kỷ niệm cái ngày hôm nay. Hôn cổ một cái coi nè. Trời ơi, một cái. Dạ. Trời ơi, dễ thương. Giống như nhiều nhau quá. Rồi, Vy Tường xin tặng cho hai bạn, đây là cái sản phẩm cốt súp heo của Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA và giúp cho món ăn được thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này cũng không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản, cũng phù hợp với việc nấu ăn nè. Đó, góp gạo thổi cơm chung đi là vừa rồi. Tặng cho em một cái hộp son, đây là son Yurika, để làm đẹp từ chương trình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ cho Cát Tường cũng như chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mình sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình nhé. 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn nhãn hàng cốt súp heo của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình.